Mệnh nữ tên là Dương Thị Ngữ, địa chỉ tuyên quang mệnh là Đại Hải Thủy, ngày sinh dương lịch là 22 tháng 2 năm 1982 lúc giờ 2, ngày sinh âm lịch là 29 tháng 1 năm 1982 lúc giờ Sửu sinh vào năm Nhâm Tuất có ngũ hành là Đại Hải Thủy tháng nhâm dần có ngũ hành là kim bạch kim ngày bính tý có ngũ hành là giang hà thủy giờ kỷ sửu có ngũ hành là tích lịch hỏa với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu mộc. 3% là quá ít, hỏa 21,1% là cân đối, thổ 11,8% là ít, kim 3,1% là quá ít, thủy là 61,1% là cuối nhiều, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố một là do vấn đề thời gian hai là do môi trường tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh đại hải thủy có nhiều ngũ hành thủy là thủy chủ về trí thông minh hiền lành người mà thủy vượng sắc mặt hơi đen, nói năng nhẹ nhàng. Dành giọt, hay lo cho người khác, túc trí đa mưu, học nhanh hơn người. Người mà thủy mạnh quá thì hay cãi cọ, tính tình linh tinh. Người mà thủy không đủ thì vóc người thấp bé. Tính tình bất thường, nhát gan, vô mưu hành động không có thứ tự, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi? Phối 10% số mệnh. Họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian, họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương, họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình. Họ dương đối với mệnh này là trung bình ngoài ra họ dương có ý nghĩa. Dương trong thái dương hay còn gọi là mặt trời ý chỉ luôn dạng ngời, chiếu sáng, nóng nảy và mạnh mẽ ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ, được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khác với kim. Tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên thị đối với mệnh này là xấu nhiều, ngoài ra tên thị ý nghĩa là xem xét, theo dõi, ngoài ra thị còn chỉ người con gái nhu mì mềm mại. Ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc. Được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ. Tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ tên mà tốt thì có được thành tựu tên xấu thì vất vả gian nan nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên ngữ đối với mệnh này là khá ngoài ra tên ngữ ý nghĩa là lời nói chỉ về sự thận trọng nghiêm túc trí tuệ đường hoàng chỉ vào người có học thức chín chắn hành vi cư xử đúng mực ngũ hành thuộc thổ sinh ra kim được hòa tương sinh nhưng kỵ với thủy và khác với mộc tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành mộc hay có nhiều ngũ hành kim vào trang website tên hay bế cưng com có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh Tuyên Quang. Có ít ngũ hành hòa có nhiều ngũ hành thủy đối với mệnh này là xấu nhiều phía bắc giáp tỉnh Hà Giang, phía đông bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông giáp tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Thái Nguyên, phía nam giáp tỉnh. Vĩnh Phúc, phía tây nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía tây giáp tỉnh Yên Bái, khí hậu tuyên quang được chia thành bốn mùa rõ rệt. Xuân, hạ thu, đông, trong đó mùa đông khô, lạnh và mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều. Lượng mưa trung bình năm 1.500mm đến 1.800mm, nhiệt độ trung bình 22 độ C, 24 độ C, độ ẩm bình quân năm 85%. Diện tích đất tự nhiên 5867 km vuông. Nền đất có kết cấu tốt nên thuận lợi cho các công trình công nghiệp và kết cấu hạ tầng.